Bằng sức mạnh của quyền trượng phép thuật, tôi triệu tập sức mạnh để đi vào trong máy tính. Này Mo, Lenny thế nào hả? Tuyệt vời, nhìn mà xem. Ôi trời, dây phone mới đấy à, tớ xem nào. Ôi không, điện thoại của mình. Này. Cảnh báo, phát hiện virus, xử lý trong 3, 2. Chuyện gì thế này?